em có được mấy mối tình rồi em nhỉ? Dạ mối tình chính thức thì em có mối tình nào anh ơi? Hả? 28 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ hai người đã có mặt ở sân khấu rồi. Mời anh. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Sinh Hưng, giáo viên trường trung học cơ sở Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Em đến đây với chương trình mong muốn tìm được một nửa còn lại của mình, mặc dù lâu lắm rồi chưa thấy. Anh Hưng bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 36 tuổi, em sinh năm 1981. Rồi mời bên kia. Rồi mời em. Dạ em tên là Hằng, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là giáo viên mầm non. Và em quê của em là ở Phan Thiết. Dạy ở Phan Thiết luôn? Dạ. Còn anh là dạy Bình Thuận hả? Dạ em dạy ở huyện Đức Linh. Cũng hơi xa ha. Cũng hơi xa. Không sao chị ơi. Tình dễ yêu mà, làm gì có chuyện xa đúng không anh? Dạ. Anh hỏi một chút xíu gì bên kia đi. Em muốn tìm người thế nào? Em có thích bạn trai làm giáo viên không? Dạ em có quan trọng nghề nghiệp anh ơi. Chứ em quan trọng gì? Dạ em quan trọng về tính cách nhiều hơn. À rồi vậy em hỏi ảnh luôn đi. Dạ anh có thể giới thiệu về tính cách của anh cho em biết được không anh? Anh là một người sống rất là hòa đồng, vui vẻ. Em có được mấy mối tình rồi em nhỉ? Dạ mối tình chính thức thì em có mối tình nào anh ơi? Hả? 28 tuổi chưa có mối tình nào? Dạ. Tại sao? Nhà em là chị em gái đông. Rồi tới khi em đi học là cũng ngành mầm non cũng nữ không. Tới khi ra trường môi trường đi làm em cũng gặp nữ không. Có chú bảo vệ là nam. Rồi ở nhà gia đình có hối lập gia đình chưa? Dạ em không biết hối không mà ăn ngày nào cũng nói. Ăn xong ngày nào cũng nói hết. Ngày nào cũng nói, thấy mặt là nói, thấy mặt là nói. Chuyến này nếu được thì khi nào mình kết hôn được? Dạ thì em thì khi đến tham gia chương trình này á, em muốn tìm và tiến tới hôn nhân luôn. Chứ không phải là để yêu và quen cho biết. Đúng rồi, mình cũng lớn tuổi rồi ha. Dạ. 28 mà lớn cái gì mà lớn không biết nữa. Trời ơi 28 mà chưa có mảnh tình dắt dai. Chưa. Đó thí dụ như 28 mà có cũng có dài cái bỏ túi rồi có kinh nghiệm thì không nói gì. Thì giờ có lấy luôn chứ có gì đâu. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Một mối tình cô giáo dạy anh văn được 3 năm rưỡi thì tụi em không hợp nhau về đạo giáo. Rồi tụi em chia tay. Mối tình thứ hai cô bé học trò của em sinh năm 1992. Cô ấy học tốt nghiệp ra trường bên môn cao đẳng kế toán. Rồi cũng được 11 tháng cũng chia tay luôn. Ủa sao vậy? Trẻ quá hả? Dạ không phải, hiện chắc có lẽ là em không có khiếu để giữ được cho nên em mất. À vậy à. Cô gái này chưa có bạn trai, bữa nay tôi trổ tài, tôi tân trang nhan sắc cho cô ấy cái đã. Dạ. Theo như kinh nghiệm làm đẹp 38 năm của chị là nó chưa làm cho em nổi bật. Chị phải làm cho em nổi bật. Đó, nó sẽ nữ tính hơn rất là nhiều. Phụ nữ thì phải làm đẹp rồi chị ơi. Rồi bây giờ anh muốn tìm một cô gái thế nào? Em đến với chương trình cũng muốn là tìm đúng nửa của mình luôn. Chứ không có còn kiểu mà còn mình có kiểu mà dây mơ rồi thử để nhau hay là rồi, em không muốn vậy. Em chỉ muốn là tìm đến nhau đến hôn nhân luôn. Dù sao cũng là mình lớn tuổi rồi. Rồi mình tả thử coi giống người bên kia không? Em thì không có quan trọng về ngoại hình lắm đâu. Biết thương yêu em là được rồi. Đơn giản gì đó hả? Rồi bây giờ bạn nữ giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình. Em có điểm mạnh với điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của em là nữ công gia chánh. Điểm yếu của em là tính em hơi nóng tính. Rồi có tính nữa là lúc bận lúc hiền. Là em có sở thích đi du lịch bằng phượt á chị. Đi phượt á. Có nghĩa là lúc em đang ở Phan Thiết cái khi mà bạn bè gọi điện em ở Nha Trang. Khi Nha Trang gọi điện tới em ở Phan Thiết. Vậy là gọi là lúc ẩn lúc hiện. Dạ. Như có phép vậy. Dạ. Thường em đi vậy là em đi với ai? Dạ em nói chung là ngẫu hứng. Cái em hứng là em rủ người này rủ người kia đi. Ai đi thì em đi. Rồi ai em đi thì em ở nhà. Hỏi thầy thứ coi thầy giáo bên kia có muốn đi đi phượt chung với em không? Dạ, em nói chung là cái sở thích em đi phượt mà em là không thích đi với con trai. Hả? Bây giờ có bạn trai phải đi với trai chứ, bây giờ có bạn trai không đi với trai thì chừng nào lấy chồng. Giống như là em đi với bạn mấy bạn chung á để có thể náo loạn được. Trời đất ơi, nhưng bây giờ phải thay đổi, giờ có muốn lấy chồng không? Dạ muốn mà giờ thay đổi cũng được sao chị? À bây giờ em thích người bạn trai như thế nào? Tuy là cái tính em náo loạn nhưng mà em cũng hơi cổ hủ. Em thích người bạn trai là có trách nhiệm với gia đình. Yêu là phải chung thủy, đã chung thủy mà không chịu được sự cô đơn á thì đừng có yêu. Thời hiện đại là nam nữ bình đẳng. Hai người phải góp chung và vung vén cho hạnh phúc gia đình và lo chung với gia đình của mình. Vậy thì cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ gia trưởng lại hay ghen. Thầy giáo có gia trưởng không? Dạ không, em là con trai trưởng chứ không phải là gia trưởng. Có hay ghen không? Dạ cũng không luôn, cũng bình thường thôi. Thầy giáo có lãng mạn không? Dạ có, em có bài thơ lãng mạn. Rồi đọc một bài thơ luôn. Ước gì hai nửa gặp nhau, ốm đau hoạn nạn có nhau sẽ cùng. Đêm hôm anh bớt lạnh lùng, ấm êm hạnh phúc ung dung cuộc đời. Nửa của tôi ơi mãi rạng ngời, em là ấm áp xuân này cho anh. Hay quá. Phải dán màn qua coi, tại vì
cái giọng của thầy giáo có những cái chữ xử lý rất là đặc biệt, nghe nó đã cái lỗ tai lắm thầy. Rất là cảm ơn anh chị Khánh Nam. Thầy thầy cười không thấy mùa xuân đâu luôn ha. Cười có duyên mà, cười thế này nó mới lan tỏa đấy, nụ cười tỏa nắng. Tỏa nắng hả? Vậy là những cửa hàng xén răng đen rồi, bên kia sông đuống của hàng cơm. Dạ. Thầy dạy môn gì? Dạ em dạy toán ạ. Dạy toán mà cũng giỏi văn vậy? Dạ em rất thích mê văn. Hay quá. Bây giờ mình bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Nói như bạn bên kia là lúc nào cũng được, em cũng sẵn sàng. Lấy nhau về mình sẽ ở đâu? Nhà của em ở một mình. Là có nhà rồi ha? Dạ. Mọi thứ chị sẵn sàng hết rồi. Dạ. Nhưng mà thầy về cái chuẩn ngoại hình là thầy không quan trọng hả? Cao thấp ốm ập gì như thế nào thầy không? Dạ không. Không cần thiết đúng không? Rồi. Dễ mà ha. Được rồi đó nha cô. Bao lâu cô tiến tới hôn nhân được? Dạ nó cảm thấy hai đứa muốn tới với nhau thì cứ tính tới hôn nhân. Rồi. Cô giáo mầm non muốn có mấy cháu? Dạ nhà nước mà anh. Dù gái hai cha chỉ hai là đủ. Con nít đứa nào em cũng thích tới trai gái gì em cũng thích hết. Vậy đơn giản quá ha. Cô không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích ở đàn ông là có nhiều tính đàn bà. Kê phiệt cũng xỉn. Rồi nhậu hút thuốc là em không có phản đối cái điều đó. Nhưng mà trong cái giới hạn phải kiểm soát được mình. Rồi để mình hỏi bên đây coi. Keo kiệt, bụng xỉn. Em không có. Hút thuốc, uống rượu. Rượu bia em có nhưng thuốc lá em bỏ cách đây hơn 6 năm rồi. Thì cũng ổn đấy ha. Bây giờ thôi mình gặp người nhà coi tư vấn thế nào. Ba mẹ ở xa quá không đi được. Cho nên cho em xin lỗi. Chỉ còn một cậu học trò thân yêu của em thôi. Gắn bó với em cũng nhiều năm đó là... Học trò thân yêu mà. Cậu Vương Khánh Minh Đức. Dạ con xin chào cô chú MC cũng như các khán giả đang theo dõi chương trình. Nãy giờ con ngồi đây thì con thấy là cô giáo là một người rất là nữ tính, hiền thục. Và những cái gì mà cô chia sẻ thì con cảm nhận là cái suy nghĩ của cô rất là chín chắn. Con nghĩ là cô sẽ rất là hợp với thầy của con. Rồi, cảm ơn, cảm ơn học trò thầy rất là nhiều. Hôm nay cô giáo mình có đi với ai không? Dạ, em đi với em đi. Chào em. Kính chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ, con là em họ của chị Hằng. Dạ, con thấy anh bên đây cũng được. Chị con thì cũng học bác hay giúp đỡ người. Làm ở trường thì tất cả các cô đều yêu quý. Và hai người thì chút nữa kéo màn lên rồi tùy vào ánh mắt của hai người. Rồi thôi được rồi, tùy vào ánh mắt của hai người ha. Kéo màn. Rồi mời thầy gặp cô giáo. Mời cô giáo gặp thầy. Anh chúc em vui khỏe và xinh đẹp. Em có nhận xét gì về anh? Dạ, nói chung là em nhìn anh là dễ thương. Em cũng vậy. Dạ, nhưng mà hai đứa mình cũng là đồng nghiệp. Dạ. Cuộc đời thì ngoài yêu trẻ ra thì mình cũng nên có chút gì đó để yêu nhau. Dạ. Dạ. Dạ không em? Dạ. Anh thì anh xích cuộc sống nó thật, nhưng mà đôi chút phải có một chút lãng mạn để dạ, cho nó đẹp, đặc biệt là trong tình yêu. Dạ. Em thì cái bản tính của em nó gọi là nó hơi bị trái ngược đòn. Tính cách không giống ai. Không biết là anh có chấp nhận được những cái tính cách đó của em. Có lẽ là anh cũng chưa biết được. Tại vì giữa em với anh thì mình mới gặp nhau mà. Sau này thời gian lâu dài anh đi ra Phan Thiết hoài thì anh cũng biết được đến em thôi. Dạ. Dễ mà. Dạ. Khi mà em với anh quen nhau không biết có hợp hay không thì em cũng không có nói trước được điều đó. Tại mỗi tính cách mỗi người. Nhưng mà em quan niệm gì nè. Có thể trong quá trình yêu nhau có những cái sở đoản, những cái mà người đã sai, một trong hai người có thể chấp nhận chịu thay đổi cho nhau thì sẽ dung hòa cho nhau. Nhưng mà dạng như anh thích phụ nữ, anh có quan trọng về ngoại hình? Người ta nói ốm thì đẹp, cao thì sang, mập dễ thương, lùn quý phái. Em vậy là đẹp rồi. Nhưng mà anh nghĩ một điều anh cũng thấy buồn. Tại sao á em như vậy mà sao mà 28 tuổi em không nói có mối tình nào vắt vai? Nói thiệt sự là không có mối tình vắt vai thiệt. Tại cái tính của em á là từ nhỏ đến lớn là cái tính gọi là thích mê chơi. Mà em chơi với phụ nữ, con gái không à. Vậy thôi hôm nay bữa nay chơi cho anh chia với, cho vui. Dạ. Chỉ có nam mà rồi. Em nói trước là em nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng mà những người bạn của em sẽ nhỏ hơn anh nữa. Nhưng cái độ nhoi của em, độ nhoi của bạn em nó sẽ lầy hơn cái gì cả. Nên anh, nên biết. Em, dạ. Em biết. Nhìn anh thì em thấy anh cũng chỉnh chu. Có thể cái tính anh nó nghiêm túc hơn cái tính của em. Cũng không đâu. Đang giả đò đó. Dạ. Đang giả đò đó. Bây giờ mình nói một chút về tương lai với thầy cô giáo. Thí dụ mình hẹn hò với nhau, mình hợp với nhau thì tương lai mình sẽ tiến xa như thế nào? Đúng rồi. Dạ, nếu mà hẹn hò nhau tiến xa thì... Thì em về với anh. Dạ, nhưng mà nói chung là anh có phải là người đàn ông của gia đình không? Như là anh có chịu chia sẻ công việc nhà với vợ? Em cứ yên tâm, điều đó anh làm từ khi học lớp 8 đến giờ. Dạ, nhưng mà anh là ngành giáo cho anh hiểu cái nhà mầm non. Với một mầm non thì em cũng chia sẻ cái nhà anh sẽ giúp cho em được.
chắc có thể anh sẽ giúp cho em làm một vài đồ dùng dạy học nữa. Dạ em cảm ơn điều đó. Dạ dạ thầy nói dạ. Một câu gì thật tình cảm đi thầy với cô giáo đi thầy. Mình sẽ dành cho nhau cơ hội em nhé. Thầy nói thầy lãng mạn mà thầy nói gì không có lãng mạn gì hết. Em chỉ có vậy thôi, giờ không nói được khác nữa đâu. Tim em nó muốn rớt ra ngoài rồi. Bây giờ mình chỉ có thể hiện bằng nút bấm thôi. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ nha. Chọn hay không chọn, đó là quyền của thầy cô. Một, hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời cô. Cả thầy và cô đều không bấm cả. À, lý do tại sao thầy không bấm? Tại vì bạn thích đi phượt á. Ừ. Yeah. Nên em thì không có thích đi phượt. Yeah. Ừ. Em thích đạp xe đạp thôi. Yeah. Rồi, còn cô giáo? Em thì cũng quý ảnh, nhưng mà em nghĩ là chắc cái tính của em không phù hợp với ảnh. Dạ. À, có vẻ hai người sẽ trở thành bạn tốt hơn. Chúc cô thầy sẽ có một cuộc sống thật là tuyệt vời, sẽ sớm tìm ra một nửa yêu thương của mình. Rất hân hạnh được gặp thầy. Gửi tặng thầy và cô nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, tặng thầy. Chúc anh chị sức khỏe, chúc quý vị khán giả sức khỏe, chúc cho chương trình ngày càng thành công tốt đẹp. Cảm ơn thầy. Cảm ơn.